Kính thưa quý bằng hữu, trước đây ở trong những khu biệt giam, khu tử hình rất là nguy hiểm. Có khi cả năm như vậy, đó là anh em thèm một điếu thuốc, thèm một viên đường, thì có những cái cô vượt biên hoặc là những cái cô tù lương tâm. Lâu lắm rồi tôi không còn nhớ hết á, nhưng mà phải nhớ đến những cô Ngọc Lan, rồi cô Tiến, rồi cô Ngọc Hải, cô Hoàng Huệ. Đặc biệt là cái thời năm 80-82 đó, nhớ đến cô Ngọc Hạnh. Mà cái bút danh cái là Lê Chân, theo tôi nhớ không lầm. Những khi mà chúng tôi mong tới mùa mưa để những cái đám cỏ nó lên, để có những cái cô em nó tới là nhổ cỏ, và đồng thời tìm cách này ngăn chặn đánh lừa cán bộ để bò vào phòng tử hình, phòng biệt giam, quăng từ miếng đường, điếu thuốc, bọc muối cho anh em. Bây giờ không biết là Ngọc Lan, rồi Thanh Thủy, Hoàng Mai và cô Ngọc Hạnh, tức là Lê Chân đó, đi phương trời nào. Nhưng cái hình ảnh đó chúng tôi vẫn nhớ. Và những người bạn tử hình đã dặn tôi rằng khi nào mà ra được ngoài đời thì sẽ hát lên ca khúc là Thiền Tâm Tạo Nên Cảnh Sát Này, để tặng những cái người nữ chiến hữu mà đã từng giúp đỡ chúng tôi trong chốn lao tù. Đây là nhạc phẩm Thiền Tâm Tạo Nên Cảnh Sát. Anh mong trời làm mưa cho cỏ non trong lớn, giấc mơ thật bình thường, nhìn cỏ non ca múa. Trước cửa buồng giam anh, thiền tâm tạo nên cánh, mấy tấc vuông cỏ mạnh thành một quãng rừng xanh. Cỏ non đua nhau lớn, đã đến tuổi trưởng thành, mấy nàng tiên mắt quả đến đưa cỏ đi nhanh. Mấy nàng tiên mắt nai cướp linh hồn của cỏ, cười tan trong gió bóng thơm tho. Anh hóa thành thiên sư như Bồ Đề Đạt Ma. Mấy năm ngồi diễn bích, mấy năm ngồi hòm đá, anh biến thành thiên sư. Mong trời làm mưa cho cỏ non trong lớn, giấc mơ thật bình thường, nhìn cỏ non ca múa. Bớt nữa hồn thương đau, thiền tâm nhẹ giông bão, có tiếng ca nhỏ nào từ vực thẳm buồn đau.
còn đùa nhau lớn là đến tuổi trưởng thành, mấy nàng tiên mắt đỏa đến rửa có đi nhanh. Ngỡ ngàng con mắt nay tóc buông dài lóa xóa, người tan trong gió bóng thơm tho. Ngỡ ngàng con mắt nay tóc buông dài lóa xóa, người tan trong gió.